Đây, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 5 tháng 12 đây. Thì buổi sáng ngày hôm nay lại tiếp tục chúng tôi đón một cái khách hàng rất là quen thuộc. Bác đã mua rất nhiều sản phẩm rồi. Đấy, bác Trúc ở Cát Trù. Hôm nay bác lại tiếp tục bác vào bác mua thêm gia đình là một chiếc sập ngồi nữa. Đây. Thì bác đang kiểm tra bộ sập này, bác đang ký duyệt bộ sập đây. Quý nhá. Đây, trước bác cũng đã mua một chiếc rồi. Đấy, hôm nay bác lại tiếp tục mua chiếc nữa, cũng như là bộ cuốn thư câu đối rất là nhiều sập thờ. Hai chiếc sập chúng tôi là chúng tôi đã để gỗ con ngót thôi. Này bác đã ký duyệt rồi. Vị này sập gỗ nhá. Hiện tại chúng tôi đang có ba chiếc sập gỗ thì bác đã lấy một chiếc. Đấy, còn hai chiếc nữa phía trong kia. Đấy, quý khách nào có nhu cầu thì hãy liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đây. À, tôi đang quay ở phía bên ngoài xưởng của chúng tôi đây, rất là nhiều hàng bạt ngàn luôn. Đây, khu vực thi công của chúng tôi này. Đấy, có đầy đủ đấy luôn. Đấy. Bác ký cho cháu vào bốn cái đầu chân bác nhé. Vâng. Đấy, bốn cái đầu chân với cái gặm mặt là được rồi. Đấy, quý vị nhá, quý khách hàng là có nhu cầu thì cứ liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đấy, cuối năm là hàng hóa bên em là cứ đi liên tục, ngày nào cũng có hàng đi. Đấy. Ok mọi người, đây toàn cảnh cơ sở đây. Đấy, phía bên ngoài đây là bàn ghế rất là nhiều mẫu mã sập thờ đây, nhà em còn chưa lắp lên cơ. Đây rất là đầy, hai chiếc sập thờ nhà em chưa lắp lên cơ, bởi vì đây mặt sập ngồi đây, mặt sập ngồi nhà em lúc nào cũng có khoảng độ 10, 15, 20 chiếc mặt sập ngồi, 15, 20 chiếc, có những lúc còn nhiều hơn. Rồi, cháu cảm ơn bác Trúc nhá. Vâng.